Bây giờ có một cái xu hướng là chúng ta sản xuất nội dung video ngắn ở trên Facebook thì các bạn nuôi được những cái fanpage rất là ngon và đúng tệp đối tượng. Nó giống như là xây kênh TikTok ấy các bạn. Từ năm 2020, 2021 là làm gì có TikTok Shop đâu, nhưng mà vẫn sản xuất ra được những nội dung rất là chất lượng và từ đó xây được kênh đúng đối tượng, không cần có TikTok Shop mà vẫn bán được hàng. Thì đến bây giờ thằng Facebook nó có Facebook Reel thì cái cơ chế nó cũng gần gần như là TikTok. Các bạn xây một vài cái page Reel cho tôi, kiên trì có thể là bơm thêm tiền ad nữa. Nếu bạn nào có thế mạnh ở trên TikTok rồi thì lại càng tuyệt vời. Chúng ta nhảy sang Reel rất là nhanh và đừng tiếc tiền quảng cáo một chút thôi cho từng video một. Sau này nó sẽ đề xuất lên, các bạn sẽ có được những cái kênh nó rất hiệu quả. Thế còn bây giờ nếu các bạn chạy quảng cáo trực tiếp sản phẩm dịch vụ ở trên Facebook để mà làm performance thì đòi hỏi là các bạn phải rất là thiện chiến trong việc là hiểu insight khách hàng và cái từ khóa là content, chốt đơn chứ không phải từ khóa là kỹ thuật quảng cáo nữa. Đấy là tôi đang nói đến làm agency quảng cáo hoặc là các bạn làm digital marketer. Thế còn nếu như các bạn mà là người làm kinh doanh, các bạn phải có cái khả năng để mà đào tạo đội nhóm và các bạn xây dựng một cái quy trình kịch bản bán hàng chi tiết, update liên tục, đào tạo liên tục thì lúc đó các bạn mới có được cái hiệu quả tốt được. Và khi mà các bạn muốn bán hàng trực tiếp trên Facebook thì nhớ lời tôi, đó là chọn sản phẩm phải có biên lợi nhuận cao và thứ hai là sản phẩm phải có lưu lượng tìm kiếm đang là hot trend, đang là xu hướng thì lúc đấy chúng ta mới bán dễ được. Còn nếu mà bán hàng trực tiếp ở trên Facebook sử dụng công cụ là quảng cáo mà các bạn lại không lựa chọn sản phẩm đáp ứng được hai tiêu chí đấy thì khả năng cao là chắc chắn các bạn sẽ fail. Các bạn bán tự nhiên là hoàn toàn khác, các bạn bán trên Facebook cá nhân, bán trên hội nhóm, xây dựng page tự nhiên hoặc các bạn làm bóc phone farm, câu chuyện hoàn toàn khác luôn.